xuất hiện hot boy đẹp như Hàn Quốc tại một trường đại học ở Hà Nội. Nhưng sự thật khiến ai nấy ngã ngửa bởi chỉ toàn dối lừa. Hot boy và bóng rổ là hai từ khóa khi đi với nhau luôn khiến netizen phải phát sốt. Mới đây, bức ảnh chụp một nam thần bóng rổ xuất hiện tại sân thể chất trường đại học Hà Nội khiến khán giả đứng ngồi không yên. Theo đó, nam sinh này sở hữu nước da trắng như phát sáng, thân hình cao ráo chuẩn nam thần. Nói chung là vẻ ngoài như xé chuyện bước ra. Thậm chí nhiều người còn thốt lên, idol Hàn Quốc cũng chỉ cỡ này. Nam sinh khoác lên mình chiếc áo bóng rổ của Hanu, nên nhiều sinh viên của trường quả quyết, từ giờ còn nắng nóng hay gió mưa, cũng nhất định sẽ chăm lên sân thể chất hơn. Biết đâu gặp được anh chàng. Theo lời giới thiệu đính kèm, chàng trai trong ảnh có tên là Ngô Thế Huân, sinh viên hàng thật giá thật. Tuy nhiên, những người chơi hệ mê K-pop chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra, đây thực chất chỉ là một cú lừa không hơn không kém. Bởi lẽ, chẳng có nam thần bóng rổ nào ở đây cả. Người trong ảnh thực chất chính là nam idol Oh Sehun. Ngay cả cái tên Ngô Thế Huân hóa ra cũng là phiên âm Hán Việt của Oh Sehun mà thôi. Cho những ai chưa biết, Oh Sehun là một nam idol nổi tiếng của Hàn Quốc, sinh năm 94. Anh là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc EXO. Tóm lại thì bức ảnh này chỉ là một sản phẩm của Photoshop. Dẫu vậy, nó vẫn khiến cộng đồng mạng thích thú. Quá đáng thực sự luôn á. Bạn có bị mắc bẫy cú troll này không? Chia sẻ quan điểm cùng Tám TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé.